Rất vui được chào đón bà con quay trở lại kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thưa với bà con, hôm nay là dịch của mình là được ngày thứ bảy. Thì hôm nay mình đang phòng nấm diều, nấm phổi. Nói chung là mình làm mọi việc trong cái vấn đề chăn nuôi dịch xiêm pháp này, mình sẽ đặc biệt là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Tại vì đối với con dịch xiêm pháp, thưa với bà con, thì những cái bệnh mà virus và vi khuẩn rất là nguy hiểm, thì nên mình phòng trước. Tại vì con vịt con như thế này thì rất là dễ bị nhiễm khuẩn, thì bà con cũng nên lưu ý. Thì mình đang ở trong cái chuồng vịt thì mình luôn luôn xử lý mùi hôi bằng vi sinh. Mình xử lý tuyệt đối là vi sinh chứ không có sát khuẩn và diệt khuẩn gì cả. Vi sinh mình sẽ xịt trên chuồng trại lên con vật nuôi và có thể cho uống hoặc ăn. Thì đây là cái cách riêng của kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu, thì mong là bà con cũng có thể nhìn thấy. Thì mình làm tới đâu thì mình vẫn review cho bà con xem cái cách mình làm. Thì hôm nay thì cái tiêu đề mình là ngày thứ bảy phòng nấm diều và nấm phổi. Thì thường thường thì những cái lây quay, những cái cơn bệnh virus vi khuẩn cứ nó lây quay trong cái vấn đề chăn nuôi thì bà con cứ tối ưu đó, bà con thấy không? Đêm này cũng xe lạnh, nhưng mà đêm này là đêm thứ hai mình gỡ tất cả rơm và lưới lan ra. Đặng đây mình kiểm tra cái phân thì mọi việc thì cũng rất bình thường. Chỉ có buổi sáng thì tâm sinh lý của các em nó vẫn còn lớm đớm một ít phân trắng, thì bà con cũng nên yên tâm. Cái này cũng không có phải cần phải lo thuốc thang gì cả. Thì bà con chỉ hỗ trợ thêm cái một ít men tiêu hóa là cái đường ruột nó sẽ ổn thôi. Đó, bà con thấy không? Thì thưa với bà con rằng mình mỗi lứa vịt thì mình sẽ tìm những cái loại thuốc khác nhau, thì có cái nào hiệu quả thành công thì mình sẽ review cho bà con xem. Thì đặc biệt thì cái con vịt xiêm này nó cũng hơi khó hơn những con vật nuôi con vịt khác, thì bà con cũng nên tìm hiểu thêm một chút xíu kiến thức về cái cách vịt xiêm pháp như thế này. Thì thưa với bà con rằng ở trên cộng đồng mạng này thì anh chị trang trại cũng rất là nhiều thức ăn, nhiều con giống, nhiều cách nuôi. Thì mỗi người có mỗi cách nuôi riêng, mỗi người có mỗi công thức riêng, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thành công hay thất bại thì đó là những kết quả mà 2,5 tháng ròng rã chúng ta chăn nuôi, thì chúng ta phải kiểm tra. Dù lớn hay nhỏ thì đây cũng là tài sản của bà con, thì bà con cũng nên gìn giữ lấy, chứ cũng không ai lo cho chúng ta, không ai hỗ trợ được chúng ta vấn đề gì cả. Là những này chúng ta là những kiến thức chúng ta cần phải học thì chúng ta sẽ làm được. Thì chắc có lẽ 1-2 hôm nữa thì dịch nó khỏe thì mình sẽ tiêm luôn dịch tả, tiêm phòng dịch tả lần 1. Thì mình cũng lấy lòng biết ơn tất cả mọi người đã xem video. Mình cũng thường xuyên làm video cho bà con xem suốt cái quá trình mình chăn nuôi như thế nào, đặc biệt là con vịt xiêm pháp. Thì ngoài con vịt xiêm pháp này thì trong trang trại mình lại có thêm những con gà nhập khẩu, thì mình không tiện quay cho bà con xem bằng cái kênh YouTube này. Để mình làm cái con gà vào cái kênh khác thì mình sẽ báo cho bà con. Nói chung là những con gà nó hơi có giá trị cao một tí. Thì bà con cứ làm như thế nào thì bà con vào trại, vào khu vịt ấm thì bà con không thấy nó la thì coi như là bà con đã thành công. Bà con thấy nó vịt không? Đó. Ngay lên tivi nè các em. Thì bà con càng làm thì bà con nhận biết, thì vịt thấy vịt nó khỏe như thế nào thì bà con được nhận biết. Thì bà con cũng nên để ý cái lưới chuồng sàn như thế này thì nó sẽ dễ bị kẹt gối.
Thường thường thì ngày thứ 10 thì các em nó sẽ bị kẹt gói, nhưng mà qua ngày thứ 12, 13 là nó không còn kẹt nữa. Thì bà con cũng nên chú ý cái vấn đề này. Đó, các em là cứ ăn. Thì mình ăn chút đỉnh vài tiếng nữa là mình sẽ không còn cho ăn nữa. Để sáng cho các em nó đói rồi nó ăn. Mình cho ăn và uống hết nước này. Đâu có anh nào kẹt. Thì khi bà con mà chăm sóc được cái con vịt con, ốm được cái con vịt con là coi như bà con cũng thành công được một phần nào trong vấn đề chăn nuôi. Cái giai đoạn này là nói chung là thời tiết này là mùa đông rất là lạnh. Đèn thì mình cũng để trong suốt, thì ban ngày thì mình giảm bóng thôi chứ cũng không có tắt hết. Còn cái mùa nóng thì bà con ốm rất là dễ, chỉ có mùa mưa với lại mùa đông này thì bà con ốm vịt nó hơi khó. Tại vì khi nó lạnh thì nó sẽ rút đầu rụt cổ, vì sức đề kháng yếu thì là cơ hội cho Salmonella và E. coli tấn công. Nó có đơn giản vậy thôi. Thì bà con nên lưu ý cái vấn đề này. Thì cái video của mình làm xuyên suốt thì không quá 15 phút thì bà con cũng có thể xem được những video trọn vẹn. Thì bà con thấy có những ý kiến đóng góp thì bà con để lại phần bình luận, mình sẽ sẵn sàng trả lời. Hoặc là bà con có thể gọi điện bất kỳ lúc nào, Zalo, Facebook hay là quay tham gì, nói chung là bà con cứ gọi, mình sẽ không từ chối bất kỳ cuộc gọi nào nếu bà con cần đến kênh chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói chung là đây là cũng những cái mô hình mình để cải thiện được cuộc sống kinh tế hơn thêm cho những người nông dân. Thì bà con có điều kiện thì bà con làm quy mô, còn đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa này chỉ làm đề mô, có bao nhiêu nguồn lực thì mình làm bấy nhiêu, làm trong phạm vi. Thì bà con cũng thể nuôi một vài 300-500 con thì bà con cũng cải thiện được cuộc sống, dù lớn hay nhỏ thì bà con cũng phải nên ghim 4 cái vấn đề mình thường nêu trên kênh là vào tiềm thức người chăn nuôi thì bà con sẽ thành công. Dù con vật nuôi nào thì bà con cũng nên chủ động. Nó còn nhiều vấn đề lắm, nếu bà con mà càng nuôi thì bà con sẽ có những cái kinh nghiệm riêng cho mình. Tại vì trong suốt thời gian nhỏ này á thì bà con dùng kháng sinh thì phải dùng cho đúng cách. Còn lúc giai đoạn mà dùng kháng sinh giai đoạn lớn thì rất là nguy hiểm. Bởi vì cái thời tiết khó khăn thì con vịt chim này nó cũng sẽ rụng lông. Mà sử dụng kháng sinh không đúng cách nó cũng sẽ rụng lông. Thì bà con khi mà con vịt mà rụng lông á thì bà con nuôi rất là vất vả. Tại vì cái lông một á nó rất đẹp, còn khi mà rụng lông ra cái lông thứ hai á thì nó không đẹp bằng cái lông một. Thì bà con cũng nên chú ý cái vấn đề này, phải biết cách để sử dụng kháng sinh như thế nào cho nó hợp lý. Thì trong chăn nuôi thì bà con phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Khi nó bệnh rồi thì bà con chữa rất là vất vả. Cái thứ nhất, bà con không nắm được cái cơ bản mà bà con chữa bệnh đúng thì nó sẽ hết, còn không đúng nó sẽ càng nặng thêm. Thì đó là những cái thất thoát để bà con phải nên cân nhắc và thẩm định. Thì mình biết tới đâu mình sẽ chia sẻ và up lên kênh cho bà con xem, hoặc là bà con cứ gọi điện thoại coi phạm vi mình biết được như thế nào. Và nếu như mình không biết được thì mình cũng nhờ những người anh, người chị, người bạn cũng thể hỗ trợ được cho bà con. Nên bà con cũng yên tâm cái vấn đề này. Thì dịch của mình đây là được 2 mũi vaccine rồi, một mũi viêm gan lúc 2 ngày tuổi và một mũi ruột mỏ vào ngày thứ 5. Thì có thể là ngày thứ 8 hoặc thứ 9 vì mình sẽ tiêm dịch tả luôn. Tại vì con dịch đang khỏe thì mình tiêm luôn. Tại vì cái mũi tả cũng rất là quan trọng.
và sau 15 ngày á, thì mình sẽ tiêm luôn cúm H5N1. Thì mình làm đầy đủ vaccine, thì bà con cũng nên nhớ là khi con vịt này thì bà con cũng nên làm vaccine cho đầy đủ và phòng bệnh chứ đừng để chữa bệnh. Rồi, kênh chăn nuôi Bà Rịa hôm nay làm tiêu đề cho bà con là ngày thứ bảy, thì mình ngừa nấm diều và nấm phổi. Thì một lần nữa kênh chăn nuôi xin chào và chúc bà con thật nhiều niềm vui, sức khỏe, gặt hái nhiều thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Bye bye bà con, hẹn bà con vào video sau.